Nguyễn Lân Thắng sao phải cứ như đĩa phải vôi. Hễ cứ ai cảm ơn đảng, cảm ơn nhà nước, ít như rằng những kẻ hận thù dân tộc lại lồng lên như con thú hoang lao vào, chửi bới cứ như đĩa phải vôi không khác gì một kẻ có phần người phần xác nhưng thiếu đi những phẩm chất cần thiết của một con người phần hồn. Vào ngày 26 tháng 12, Nguyễn Lân Thắng kiếm đâu được một bài viết của một người có tên tài khoản là Bảo Lửa, trong đó người này nói lên tình cảm từ đáy sâu lòng mình để thể hiện sự cảm ơn của nhân dân Việt Nam với đảng, nhà nước đã cho họ có được một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành trong khi các nước còn đang khốn khổ đối với dịch COVID-19 biến thể mới. Ngay lập tức, Nguyễn Lân Thắng chụp ảnh và lăng mạ, chửi bới người viết bài viết này. Cứ đặt giả thiết, nếu ai đó khen dòng họ Nguyễn Lân thì Nguyễn Lân Thắng sẽ phản ứng như thế nào? Và nếu ai đó mắng chửi dòng họ Nguyễn Lân thì Nguyễn Lân Thắng cũng sẽ phản ứng thế nào? Quả thật, Nguyễn Lân Thắng không biết có còn là con người nữa hay không? Ngày xưa, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, dũng, liêm là những tiêu chuẩn để đánh giá một đấng nam nhi. Tùy thuộc mỗi giai đoạn xã hội mà có sự nhìn nhận khác nhau, nhưng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, dũng, liêm cũng chỉ là những tiêu chuẩn để hướng con người đến cái chân, thiện, mỹ, mà thôi, và nó cũng không vượt qua những giá trị cao đẹp đó. Trong xã hội loài người, mỗi con người cần có được tính nhân là tính người, là lòng bác ái, biết yêu thương con người, yêu quê hương đất nước. Sống nhân nghĩa là sống có văn hóa, là nhân văn, là nhân đức. Có thể hiểu là người sống biết trên, biết dưới, biết mình, biết người, sống có tình, có nghĩa, biết yêu thương đồng loại. Trong gia đình phải biết ơn người trên, biết nhường nhịn kẻ dưới, biết ghi nhớ công lao của những người đã sinh ra mình, nuôi dạy mình, giúp đỡ mình, tuân thủ nền nếp gia phong gia đình. Trong xã hội phải biết mình là ai, đang ở chỗ nào, trong tổ chức nào, chế độ nào, những người nào mình phải mang ơn và phải tuân thủ luật pháp ra sao. Người đang sống trong một xã hội đã nuôi dạy mình lên người mà không biết mình là ai, không biết ai là người mà mình phải mang ơn, lại luôn nhạo báng những công ơn của tiền nhân, của các liệt sĩ đã hy sinh cho sự bình yên của chính mình và gia đình mình thì đó là sự vong ơn, vô văn hóa. Nguyễn Lân Thắng cho dù có là con cháu trong một dòng họ danh giá, tốt nghiệp kỹ sư xây dựng nhưng cũng là vô văn hóa khi thóa mạ những công lao của các vị tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ đã quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tự do ngôn luận nhưng không phải là chữ đóng không cần suy nghĩ. Nhân dân tôn vinh những giá trị tốt đẹp, những người có công với nước, với dân như Hồ Chủ tịch. Nhân dân cảm ơn các anh hùng liệt sĩ đã quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự bình yên và cuộc sống ấm no của nhân dân mà lại mang ra để làm trò cười thì thật là vô văn hóa. Lực cười thay, con cháu của một gia đình đại văn hóa lại vô văn hóa. Hãy nhìn ra thế giới xem, cả loài người đang phải chống chọi với dịch bệnh COVID. Được mấy quốc gia có được một Giáng sinh 2020 an lành trong tự do đi lại, hưởng thụ. Hay chỉ thấy đâu đâu cũng đón Giáng sinh tại nhà, ra đường phải ngồi trong xe ô tô ngắm cảnh. Ơn đảng, nhà nước đã lãnh đạo nhân dân phòng chống dịch bệnh hiệu quả mang lại bình an cho nhân dân là sự thật. Nhân dân có được đêm Noel 2020, mùa Giáng sinh vui vẻ là sự thật và nhân dân thể hiện lòng biết ơn đó là sự thật. Sao lại mang ra để giễu cợt? Hay đây cũng là mỹ dân của Cộng sản? Cộng sản đang lừa dân phải chống dịch đến cùng. Coi đó như một cuộc chiến, dốc sức người, sức của vào cuộc chiến ấy, và không phải chỉ chống dịch mà Cộng sản đang lừa dân phòng và chống thiên tai, giúp dân khắc phục những hậu quả của thiên tai gây ra để đến lỗi nhân dân phải đón nhận kết quả của phòng dịch thành công, dịch bệnh được khoanh vùng, khống chế, hơn thế Cộng sản lại còn đưa những người từ vùng dịch ở nước ngoài không được chữa trị về để cứu chữa, vừa phải phòng chống dịch, vừa phải khắc phục thiên tai, nào là tìm kiếm người mất tích, nào là cứu người, cứu tài sản cho dân trong vùng lũ. Rồi ai mất nhà thì Cộng sản làm lại nhà cho dân, đói thì Cộng sản cứu trợ lương thực, cấp giống vốn, phân bón cho dân sản xuất nhanh chóng, ổn định cuộc sống và đón Noel 2020 vui vẻ hạnh phúc với mùa Giáng sinh an lành. Nếu là mỹ dân mà dân được sống trong hạnh phúc ấm no thì cũng tốt chứ sao? Thế giới, dịch bệnh COVID tràn lan không thể kiểm soát, các bệnh viện đều quá tải, mỗi ngày hàng ngàn người chết vì COVID, kinh tế đình trệ không phát triển, nhiều nước kinh tế còn phát triển âm. Nhưng với Việt Nam trong năm 2020 vẫn phát triển ở mức 2,91% nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và có các chính sách kịp thời hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Một kết quả ngoạn mục khi có được mục tiêu kép là phòng chống dịch bệnh COVID tốt và phát triển kinh tế. Đó không phải là ngạo mạn mà phải là ngạo nghễ. Có được những thành công trong phòng chống dịch như vậy không phải bởi có quyết sách từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia dưới sự lãnh đạo của đảng hay sao? Sự thật luôn là sự thật và nhân dân mới là những người kiểm chứng chính xác nhất. Con cháu dòng họ Nguyễn Lân dựa vào danh tiếng gia đình mà chịu, làm tay chân cho hội anh em dân chủ để kiếm vài đồng DOLA thí hủi từ các tổ chức phản động, quay lại nói xấu chế độ cũng không thể làm cho người dân bất tin theo đảng đâu. Nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, bình yên, hạnh phúc, điều đó đã khẳng định uy tín của đảng đối với nhân dân rồi.
Công cuộc đổi mới đất nước thành công trên tất cả các lĩnh vực là bằng chứng không thể chối cãi sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của toàn dân. Đất nước giữ vững được độc lập, an ninh chính trị ổn định, an toàn, đối ngoại được mở rộng, môi trường dần được cải thiện, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, chỉ số hạnh phúc của người dân từng bước được nâng cao và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đó là sự uy nghi của Đảng, là sự ngạo nghễ chứ không phải là ngạo mạn đâu. Nguyễn Lân Thắng: Tôi không nghĩ rằng anh ngu xuẩn như vậy đâu. Tôi chỉ tiếc rằng cha mẹ anh chưa chú tâm đúng mức khi dạy anh chữ nhân về đạo đức mà thôi. Chứ nếu bố mẹ anh chú tâm vào dạy đạo đức, dạy làm người, dạy biết yêu cho đúng thì tôi tin rằng với người được học hành như anh không thể vô liêm sỉ như vậy. Anh sẽ không vì những đồng đô lơ mà bán rẻ lương tâm, sẵn sàng đổi trắng thành đen, quay lưng lại với gia đình, dòng họ, dân tộc, đất nước, quay lưng lại với chế độ đã nuôi dưỡng, giáo dục mình thành người đâu. Mong rằng anh nhìn nhận xã hội không nên đánh giá một chiều, chỉ nhìn thấy cái tiêu cực trong xã hội để đánh giá như kiểu thầy bói xem voi, mà phải nhìn xã hội ở nhiều góc độ khác nhau để đánh giá cho thật sự khách quan, toàn diện để thấy được cả các mặt tích cực và tiêu cực, cả cái tốt và cái xấu. Đừng nên quan sát một chiều như ếch ngồi đáy giếng, rồi đưa ra những đánh giá vô căn cứ như vậy. Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang từng ngày, từng giờ khởi sắc, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao, kinh tế phát triển nhanh, ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng an ninh được tăng cường, quan hệ đối ngoại được mở rộng và đi vào chiều sâu. Tuy vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục phải giải quyết, nhưng với thành quả mà Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong suốt thời gian từ khi được thành lập cho tới nay là không thể phủ nhận. Nguyễn Lân Thắng: Hãy quay đầu là bờ, nhân dân Việt Nam luôn lấy nhân nghĩa làm trọng, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Hãy giữ cho mình một chữ liêm sĩ để không bị người đời nguyền rủa. Ông Thịnh. Kết thúc bản tin này, chúng tôi kính chúc quý vị và các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, an lạc, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong bản tin sau.